Một trong 7 nội dung sửa đổi chính trong dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 95 và Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu đang được Bộ Công Thương hoàn tất trình Chính phủ phê duyệt và cho phép các đại lý bán lẻ xăng dầu sẽ được lấy hàng từ nhiều nhà cung cấp. Theo đó, các đại lý bán lẻ xăng dầu sẽ được lấy hàng từ nhiều nhà cung cấp, thương nhân phân phối, doanh nghiệp đầu mối, thay vì chỉ một nguồn như hiện tại. Thực tế thị trường có nhiều đơn vị cung ứng, nên việc cho phép đại lý chọn thay đổi đơn vị cấp hàng sẽ linh hoạt về nguồn, nhất là khi thị trường biến động. Theo các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu, việc các đại lý chỉ được lấy từ một nguồn như hiện tại là một trong số nguyên nhân khiến họ thiệt thòi thua lỗ khi thị trường biến động hơn một năm qua. Cùng đó, dự thảo nghị định sửa đổi tập trung vào sửa công thức tính giá và phương thức điều hành giá xăng dầu, thời gian điều hành, công bố giá.